Trong những ngày gần đây, thành phố Hồ Chí Minh liên tục xuất hiện sương mù dày đặc ở nhiều nơi khiến tầm nhìn bị hạn chế, nhiều tòa nhà cao tầng bị chìm trong làn sương trắng mờ đục như thế này. Trong khi đó thì nồng độ bụi mịn trong không khí cũng duy trì ở ngưỡng cao và sau đây là ghi nhận của phóng viên Chuyển động 24 giờ ngay trong sáng ngày hôm nay. Hiện tượng sương mù dày đặc xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày gần đây. Qua ứng dụng quan trắc thì nhiều quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh có mức độ ô nhiễm không khí cao. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện tượng này sẽ còn kéo dài đến hết năm 2023. Lý giải vì sao có hiện tượng này, các chuyên gia thời tiết nhận định, sương mù hình thành do những ngày gần đây, thành phố Hồ Chí Minh liên tục có mưa vào chiều tối, khiến độ ẩm không khí trên 90%. Ban đêm, nhiệt độ giảm sâu khiến hơi nước ngưng tụ. Từ đêm đến sáng, bụi mịn trong không khí nhiều tạo thành hạt nhân liên kết để hơi nước bám vào, tạo nên sương mù dày đặc những ngày gần đây. Cũng theo các chuyên gia, bụi mịn lơ lửng ở tầng thấp, theo đường thở đi vào cơ thể con người dễ gây viêm phổi, viêm họng. Vì vậy, khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang, kính mát khi di chuyển để đảm bảo sức khỏe.